là bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. 谢谢. Tiếng Trung khó không? 汉语难吗? 中文难吗? Đi bưu điện. 去邮局. Mình đi đây. 我走了. Thầy giáo Vương. 王老师. Bạn con. 我朋友. Chào chú ạ. 叔叔好. Được ạ, cảm ơn. 好的,谢谢. Đều học tiếng Trung. 都学汉语. 都学中文. Bạn tên gì? 你叫什么名字? Phan Thủy Dương. Phan Chuy Yang. Trương Đông. Trang Tung. Xin hỏi quý tính của anh. 请问您贵姓? Tôi họ Nguyễn. 我姓阮. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói người nước nào. 哪国人? 哪? 哪? 国? 国? 人? 人? 哪国人? 哪国人? Nguyên văn là nào, nước, người. Bạn là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Bố bạn là người nước nào? 你爸爸是哪国人? 你爸爸是哪国人? Lâm là người nước nào? A Lâm là người nước nào? A Lín là 哪国人? A Lín là 哪国人? Trương Đông là người nước nào? Trang Đông là 哪国人? Trang Đông là 哪国人? Thầy giáo Phương là người nước nào? Hoàng lão sư là 哪国人? Hoàng lão sư là 哪国人? Phan Thủy Dương là người nước nào? Phan Chuy Yang là 哪国人? Phan Chuy Yang là 哪国人? Thủy Dương, bạn là người nước nào? Chuy Yang, 你是哪国人? Chuy Yang, 你是哪国人? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ Việt Nam. Yue Nan. Yue. Yue. Nan. Nán. Yue Nán. Yue Nán. Người Việt Nam nguyên văn là Việt Nam người. Yue Nán Rến.
Việt Nam nhân. Mình là người Việt Nam. 我是越南人. 我是越南人. Chúng tôi đều là người Việt Nam. 我们都是越南人. 我们都是越南人. Lâm cũng là người Việt Nam. A Lin 也是越南人. A Lin 也是越南人. Trương Đông không phải người Việt Nam. Trương Đông 不是越南人. Trương Đông 不是越南人. Thầy giáo Phương cũng không phải người Việt Nam. Wang lão sư 也不是越南人. Wang lão sư 也不是越南人. Mình là người Việt Nam. 我是越南人. 我是越南人. Trương Đông bạn thì sao? Trương Đông 你呢? Thùy Dương bạn là người nước nào? Trời Yang 你是哪国人? Trời Yang 你是哪国人? Mình là người Việt Nam. 我是越南人。我是越南人。Trương Đông bạn thì sao? Trương Đông 你呢? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Trung Quốc Quốc Trung Quốc Trung Quốc Người Trung Quốc Trung Quốc nhân Trung Quốc nhân Mình là người Trung Quốc 我是中国人 我是中国人. Trương Đông là người Trung Quốc. Trương Đông 是中国人. Trương Đông 是中国人. Thầy giáo Phương cũng là người Trung Quốc. 王老师也是中国人。王老师也是中国人。Chúng tôi đều là người Trung Quốc. 我们都是中国人。我们都是中国人。Thủy Dương không phải người Trung Quốc. Trời Yang 不是中国人. Trời Yang 不是中国人. Lâm cũng không phải người Trung Quốc. A Lin 也不是中国人。阿林也不是中国人。Thủy Dương, bạn là người nước nào? Trời Yang, 你是哪国人? Trời Yang, 你是哪国人?
Mình là người Việt Nam. 我是越南人. 我是越南人. Trương Đông còn bạn? Trang Đông, nì nè. Mình là người Trung Quốc. 我是中国人. 我是中国人. Bài học này đến đây là hết.